cổ hương xưa. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mỹ Vị 24. Và đây là một cái chương trình của những mơ ước, vì hôm nay Kyle được gặp một người mà Kyle hâm mộ rất là lâu rồi. Đó chính là nghệ sĩ Phương Dung. Xin chào Dung và xin mời đến cái bếp của Kyle ngày hôm nay trong chương trình Mỹ Vị 24. Phương Dung xin chào chương trình khán giả đang coi chương trình Mỹ Vị 24. Và chào chị Kyle. Đến với lại cái chương trình này thì Phương Dung rất là thích thú. Là bởi vì sao? Có thể nói là Phương Dung là một người nội trợ. Thì hôm nay không biết là Kyle muốn giới thiệu cho Phương Dung và khán giả đang xem chương trình một ẩm thực gì đây? Nói chung là Kyle là một người rất là khoái những cái món ăn của miền Trung. Và đặc biệt vùng Huế, mộng mơ. Kyle thấy Huế là một nơi rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ là có một cái món mà Kyle nghĩ rằng là tất cả mọi người nghĩ đến Huế, họ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cái món này. Đó, đừng nói để, là... để chị Dung đón coi. Nếu mà đón không lầm thì đây là cái món là Phương Dung rất thích ăn, và Phương Dung đã làm đã gặp cái o ở ngoài Huế để hỏi rồi, đó là bánh bột lọc. Trời ơi, giống như là mình không nghĩ là sẽ biết trước được. Tại vì bún bò Huế thì ở trong Nam mình có rất là nhiều. Thường thường là ra Huế là chỉ có bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm. Đó. Thì bánh mà Phương Dung thích nhất là bánh bột lọc. Mà thấy một điều đúng là cái bàn của mình nó trống trơn. Vì sao? Vì nguyên liệu để làm bánh bột lọc của chúng ta cực kỳ đơn giản. Khó à? Rất là khó à? Với Miko hương xưa là không có gì là khó hết. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu một chút về bánh bột lọc nha. Bánh bột lọc là món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Huế. Thế nhưng món bánh này lại cực kỳ khiêm tốn, từ cách sử dụng nguyên liệu quen thuộc cho đến cách chế biến đơn giản. Nếu đã được một lần thưởng thức món bánh này, bạn sẽ không thể quên được hương vị đậm đà, chút dai dai, hòa quyện của phần nhân và vỏ bánh. Chấm thêm chút nước mắm chua ngọt, càng làm món ăn này trở nên hấp dẫn hơn. Nguyên liệu chính để làm vỏ bánh chính là bột năng. Nhân bánh thơm ngon với vị ngọt của tôm, chút béo ngậy hấp dẫn của thịt ba chỉ. Từng chiếc bánh dẻo dai, trong veo, dễ dàng nhìn thấy nhân tôm, thịt nâu đỏ ở bên trong. Chấm kèm chút nước mắm lại càng phô được sự đặc biệt trong hương vị. Cuối tuần này, bạn hãy thử vào bếp trổ tài làm món ngon chiêu đãi cả nhà với cách làm bánh bột lọc được Mỹ Vị 24 chia sẻ dưới đây nhé. Thế đó, bánh bột lọc của chúng ta là rất là dễ làm. Trời ơi, ông nói dễ làm kìa. Là chị coi chị thấy rất là khó làm. Bởi vì nó rất nhiều thành phần, rất nhiều nguyên liệu. Nào là bột lọc mình phải làm sao cho dai, trong và ăn thì nó sừng sực. Chứ không phải mà ăn mà nó bị chai hoặc là bị cứng. Mà phải làm sao mà mình chị vừa thấy cái gì là có mỡ hành nè, rồi có hành phi nè, rồi bột lọc nè, rồi tép nhân thịt, rồi tùm lum á. Chị cảm thấy là nếu mà ăn thì ăn dễ hơn chị làm đó. Ok, nếu như vậy chị phải tin em một điều là cái chuyện này cực kỳ đơn giản. Nó chỉ là những cái nguyên liệu có mặt ở đây nè. Để mà làm cái bánh bột lọc, cái xong rồi là làm nhân. Và xong rồi, không sao hết. Và chắc chắn một điều là nếu như một người như Kyle có thể làm thì dễ gì chị không làm, đúng không? Nếu như vậy thì chị tin thử em một lần thử coi ha. Bây giờ chị sẽ cùng em, mà bếp chính là em, sẽ làm như thế nào để chị nể phục em là em biết làm bánh bột lọc, mà em nói một câu rất là dễ, rất là đơn giản thì chị thấy là rất là khó. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào bếp nha. Nguyên liệu làm bánh bột lọc bao gồm: tôm thẻ 400g, gia vị nêm nếm, hành, tiêu, bột nêm. Tôm thẻ rửa sạch để ráo hoặc bóc vỏ tùy sở thích. Phi thơm hành tỏi và cho tôm vào rim khoảng 10 phút. Cho bột năng Miko hương xưa và nước sôi vào tô. Dùng vá trộn đều. Tiếp tục cho dầu ăn vào. We'll be right back.
đổ khối bột vừa trộn ra bàn, dùng tay nhồi mạnh khoảng 10 phút, cho đều, đến khi thấy khối bột mịn. Chia khối bột ra thành từng phần nhỏ, ấn dẹt miếng bột. Cho nhân tôm vào giữa, gấp mép bánh lại. Đun sôi nồi nước, thả bánh vào luộc trong 10 phút. Khi nào bánh nổi lên thì vớt ra một cái bát có đựng nước lạnh. Khi bánh vào nước lạnh, bánh sẽ trong hơn. Vớt bánh ra, trộn mỡ hành cho khỏi dính. Và cũng đừng quên một số lưu ý khi làm bánh bột lọc nha. Bánh bột lọc có thể gói lá và hấp sẽ ngon hơn. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện kiếm lá gói, thì bạn cũng có thể thực hiện làm bánh không lá, luộc cũng rất ngon. Có thể làm nhiều một lần rồi bảo quản ngăn đá. Khi ăn, bạn chỉ cần lấy bánh và luộc lại là xong. Dễ quá chừng ha! Bây giờ mình thử ha. Mình thử nha. Thử coi có phải là chị Phương Dung đã trở về Huế một lần nữa không ha. Bây giờ mình thưởng thức nha. Đây, chị gắp cho em nha. Đó. Cảm ơn chị nha. Rồi, cái này là mình chấm nước mắm. Thì ở ngoài Huế là nó có thêm một cái dĩa mà ớt khô á. Ớt khô với lại ớt sa tế. Để cho mình muốn ăn cay hoặc là không cay thì tùy cái khẩu vị của mình. Đó. Rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình... một miếng nước mắm. Dai không? Nhưng mà cái dai nó là không dai quá. Dai mà dai mềm. Và đặc biệt là cái nhân á, ăn giống như là ngay ngất á. Ngay ngất á. Ôi trời, ăn lẹ vậy không? Bởi vậy. Sức đàn ông mà, sức trâu. Và ngày hôm nay Kyle xin được phép cảm ơn rất nhiều đến nghệ sĩ Phương Dương đã cùng đồng hành với Kyle và nhãn hàng bột trầm sản Nico Hương Xưa. Hy vọng mọi người sẽ cùng Kyle và chương trình Mỹ Vị 24 khám phá ra thêm những món ăn vô cùng xuất sắc thông qua chương trình này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.